Anh không biết hoa Nga đang làm gì, anh không biết hiền thủy giờ ra sao. Dù mai đôi mình ra sao thì anh vẫn thương Thúy, anh thương Ngọc và anh thầm mơ đến Huyền. Anh không biết yêu Trâm hay yêu Hà, anh muốn ở cạnh Thảo nhưng anh hơi lo. Vì anh yêu trong đôi mắt, yêu trong đôi môi của Ngân Phương chỉ anh.